Các bạn đang nghe truyện vi phụ chỉ muốn lặng lặng nhìn xem ngươi trường sinh rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 1, Ái nữ sinh ra, đắc đạo quả. Đại cảnh, Vân Châu, Phi Lôi Thành. Một đêm tuyết lớn, cả tòa thành trì của kỹ phủ lên mình lớp áo bạc, hàng khí bức người. Trời đất u ám, gió lạnh như đao, thổi tới thấu xương. Lý Triệt kéo chặt áo bông mỏng manh trên người, tay cầm một con cá trích đông cứng, đây là thứ hắn phải bỏ ra giá cao mới có được giữa mùa đông giá rét. Tất cả đều vì muốn bồi bổ cho thê tử đang mang thai. Lý triệt sờ râu, hà hơi ấm vào lòng bàn tay, người đón gió lạnh, bước trên nền tuyết, dọc theo con đường lớn của phi lôi thành mà về nhà. Xuyên đến thế giới này đã 19 năm, từ một hài tử đến nay là một bách tính nghèo khổ, Lý Triệt đã sớm từ bỏ ảo tưởng về bàn tay vàng. Nhà cao tầng, ánh đèn rực rỡ, Tất cả chỉ còn là giấc mộng xa vời, chỉ còn lại hồi ức, không thể nào quay lại. Thế giới này tuy có nét tương tự cổ đại nhưng lại càng thêm phần nguy hiểm, thiên tai nhân họa, tà đạo hoành hành, muốn sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Triệt sau khi an phận chỉ mong muốn bảo vệ thê tử, con cái, sống một cuộc sống bình yên, an ổn trải qua kiếp sống này. Theo sắp xếp của gia đình, 18 tuổi Lý Triệt thành thân với thê tử, động phòng hoa chúc một lần liền có tin vui, nay thê tử mang thai đã 10 tháng, cũng sắp đến ngày lâm bồn. Phi lôi thành rất rộng lớn, chia làm nội thành và ngoại thành, nghe nói nội thành là nơi ở của các gia tộc quyền quý và quan lại, đường xá rộng rãi, cuộc sống xa hoa, trị an cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Có thể vào nội thành đều là những kẻ có thân phận. Còn ngoại thành là nơi ở của đại đa số bách tính nghèo khổ. Lý Triệt đi dọc theo con đường lớn vài dặm, rẽ vào một con hẻm nhỏ, trước mắt là những ngôi nhà lụp sụp. Bước chân vội vã dẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng ken két. Triệt ca nhi. Ôi chao, triệt ca ngươi tan làm về rồi, thương phụ sắp sinh rồi, mau về xem đi, ngươi sắp được làm cha rồi đấy, từ xa, những người láng giềng quen biết Lý Triệt thấy hắn liền lên tiếng gọi. Lý Triệt nghe vậy, trong lòng giật thót, Vừa lo lắng, vừa vội vàng tăng tốc chạy về phía căn nhà đất của mình, để lại sau lưng những bông tuyết trắng rơi lả tả. Bầu trời đã bắt đầu ngã về chiều, Lý Triệt đến trước cửa nhà, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở toang, từ trong phòng truyền đến tiếng trên rỉ đau đớn của nữ nhân cùng tiếng hô hào dục giả của bà đỡ. Trở về rồi à, trong sân nhỏ trước nhà đất, trên chiếc ghế dài cũ kỹ, một lão tú tài mặc áo bông bên trong, khoác áo dài đã sờn màu ngồi vắt chéo chân, đang nhả từng làn khói thuốc. Vị tú tài này chính là đại bá của Lý Triệt. Lý Lương Năm Lý Triệt 8 tuổi, cha mẹ bệnh nặng qua đời, hắn được đại bá nuôi dưỡng, cho đến khi trưởng thành, cưới vợ sinh con, đại bá và gia đình cũng giúp đỡ hắn rất nhiều. Yên tâm đi, lôi bà bà là bà đỡ có tay nghề tốt nhất vùng này, tiểu nhã sẽ bình an vô sự, nhất định là mẹ tròn con vuông. Lão Tú tài ngậm tẩu thuốc nói. Dù là sống hai kiếp người, nhưng đây là lần đầu tiên được làm cha, Lý Triệt không khỏi lo lắng. Tay cầm con cá trích đông cứng, lý triệt đi đi lại lại trước cửa phòng lão tú tài thấy vậy liền lên tiếng ngươi đi qua đi lại làm gì hả sắp làm cha rồi mà cứ như đứa trẻ thế kia có thể bỏ con cá đông lạnh trong tay xuống trước được không lý triệt liếc nhìn lão tú tài không nói gì đương nhiên là không bỏ con cá xuống nhưng cũng không đi đi lại lại nữa bởi vì từ trong phòng bỗng truyền đến tiếng khóc qua qua của hài tử lý triệt mở to mắt cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim lão tú tài lý lương nghe vậy liền vội vàng đứng dậy dập tắt điếu thuốc vẻ mặt trong mông nhìn vào trong phòng đúng lúc này trên bầu trời u ám bỗng vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàn lão tú tài giật bắn mình miệng lẩm bẩm không ngớt lý triệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên kia như có tia chớp lóe lên rồi biến mất hài tử sinh ra có dị tượng chẳng lẽ đây là chuyện huyền huyễn trong tiểu thuyết hay sao lý triệt không kịp suy nghĩ nhiều nghe tiếng bà đỡ gọi liền vội vàng chạy vào trong trong phòng lò than đỏ rực xua tan đi lạnh giá mang đến hơi ấm bà đỡ đang bế một hài tử đỏ hỏn nhìn về phía lý triệt vui mừng nói chúc mừng lý lão gia chúc mừng lý lão gia là một tiểu thư đấy lý triệt vui mừng không xiết tay đang cầm cá trích cứng đờ vì xúc động lắp bắp nói đa tạ đa tạ sau khi cảm tạ bà đỡ xong lý triệt mới vứt con cá trích sang một bên hắn cẩn thận rung rẩy đưa tay bế hài tử lên nắm nhìn. Vừa nhìn, Lý Triệt cảm nhận được sợi dây liên kết máu mũ thiên liên, tuy rằng hài tử vừa sinh ra, làn da còn nhăn nheo, chưa thể nhìn ra dung mạo. Lý Triệt lại cảm thấy bảo bối này là đứa nhỏ đẹp nhất thiên hạ. Bởi vì đây là nữ nhi của hắn, ngay khi Lý Triệt đầy cõi lòng mừng rỡ, nhìn chầm chầm tiểu bảo bối không ngừng. Hình ảnh trước mắt hắn đột ngột như hoa như mộng, phản phất một mảnh đất hoang vu rộng lớn, đất đá nứt toát, loạn thạch bay lên. Một gốc cây non màu ngọc bích sinh trưởng mạnh mẽ, vươn thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, nó đã trở thành một cây đại thụ cành lá sung xuê che khuất cả bầu trời, chuyện này, Lý Triệt vẻ mặt hoang mang. Hắn liền thấy trên cây đại thụ ấy, vô số chiếc lá rung động, phản chiếu ánh sáng, tạo thành hình ảnh hắn ở ngoài nhà đất, nghe được tiếng con gái cất tiếng khóc chào đời. Hình ảnh chợt lóe rồi thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được cuối cùng ngưng tụ lại trên một cành cây, trở thành một quả trái cây óng ánh bảy màu. Chào mừng thiên kim đến, ràng buộc khóa lại, ái nữ sinh ra, đạo thụ sinh quả, nữ nhi của ngươi bình an ra đời, ngươi đạt được một đạo quả, lý triệt đột nhiên hoàng hồn, tiếng con gái khóc, oa oa, vẫn còn vang bên tai. Tướng công, cho thiếp xem con, giọng nói yếu ớt từ người thiếu phụ thanh tú sắc mặt tái nhợt trên giường truyền đến. Lý triệt vội vàng ôm đứa bé đến bên giường nương tử mau nhìn con của chúng ta lý triệt bất giác mỉm cười nụ cười rạng rỡ vô cùng đạo quả gì đó hắn tạm thời không muốn nghĩ đến hiện tại trong lòng hắn chỉ có thê nữ trương nhã thê tử của hắn cũng là người con gái nguyện ý cùng hắn nắm tay vượt qua mọi khó khăn trong thế đạo loạn lạc này tướng công mỗi con bé giống chàng cao thật trương nhã tuy sắc mặt yếu ớt nhưng lúc này cũng tràn đầy vui mừng đưa ngón tay thon dài ra, chạm vào mũi con. Lý Triệt nhìn thê tử, ánh mắt dịu dàng, nàng, có đau không, trương nhã miếng đôi môi nhợt nhạt, lắc đầu cười khẽ, không đau, thiếp vui. Tướng công, con của chúng ta, chàng đã nghĩ ra cái tên nào chưa, trương nhã mong đợi hỏi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nàng lướt qua Lý Triệt, theo bản năng nhìn về phía lão tú tài đang đứng ở cửa. Lý Triệt liếc nhìn lão tú tài, thấy lão nhíu mày, thái độ khác thường, không mở miệng nói văn chương tranh giành quyền đặt tên cho cháu gái. Lý Triệt biết lão đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không để ý, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thê tử, nhẹ giọng nói, những ngày qua ta đã nghĩ kỹ rồi. Mùa đông năm nay lạnh giá, ta chỉ mong tiểu bảo bối của chúng ta có thể ấm áp mà lớn lên, vậy nên gọi con bé là Lý Noãn Hy, ấm áp như ánh bình minh, xua tan bệnh tật đau đớn, bình an và vui vẻ mà trưởng thành. Giọng nói Lý Triệt vô cùng dịu dàng. Trương Nhã mỉm cười vui vẻ, "Noãn Hy, cái tên thật hay." Noãn Hy trong lòng Trương Nhã dường như cũng nghe thấy tên mình, bé con liền nín khóc, lộ ra nụ cười tươi tắn. Nhưng mà, chỉ một lát sau, bé con lại bắt đầu khóc ré lên. Bà đỡ vội vàng bước tới, "Chắc là tiểu thư đói bụng rồi, mau cho con bú sữa đi." Lý Triệt và lão tú tài nghe vậy, vội vàng ra khỏi nhà đất. Trong sân, tuyết trắng rơi đầy trời gió lạnh thấu xương, rét đậm bút giá. Nụ cười trên mặt Lý Triệt vẫn chưa từng biến mất, hóa ra làm cha là cảm giác như thế này, trong lòng hắn dâng lên trách nhiệm bảo vệ thê nữ. Nhưng, lão tú tài dường như có chút buồn bực, lại cầm lấy tẩu thuốc hút. Lý Triệt ngửi thấy mùi thuốc lá, nhíu mày, đại bá, mau dập thuốc đi, con nít ở đây. Lão Tú tài thở dài, dập tắt thuốc, biểu môi nói, chỉ là con gái, sao không phải con trai chứ, lý gia chúng ta lý triệt nghe vậy không khỏi cười là trai hay gái có quan trọng không chẳng lẽ lý gia chúng ta có ngôi báu hoàng đế cần kế thừa hay sao lão tú tài nghe vậy ý nghĩ trọng nam khinh nữ cũng không dễ dàng thay đổi như vậy chỉ đành ngượng ngùng không nói gì nữa chỉ lẩm bẩm vài câu lý triệt lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa hắn cầm con cá chép đông cứng đi vào bếp định nấu cho thê tử một bát canh đậu phụ cá chép nóng hổi trong lúc nấu canh cá Lý Triệt mới rốt cuộc có thời gian, dự định nghiên cứu đạo quả sinh ra cùng lúc với con gái hắn. Trầm tâm, Lý Triệt nhắm mắt. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh kinh hồng thoáng hiện lúc trước. Đại địa bao la, một gốc đại thụ vương mình từ mặt đất, cành lá sung xuê, lá xanh lay động, trên đó treo một quả bảy màu lấp lánh. Dường như do nhìn quá lâu, quả đầy màu sắc kia bỗng, rạt, một tiếng rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào tay Lý Triệt đạo quả lý triệt nhìn quả trên tay lẩm bẩm nữ nhi của ngươi đã bình an chào đời ngươi nhận được một quả đạo quả tiên công tiên công đạo quả vạn tượng tiên công thần lai chi thủ kỹ nghệ vô song văn tự chấp lóe rồi hiện ra lý triệt ngưng mắt tâm dâng lên như sóng tới thế giới này 19 năm vẫn chưa có kỳ ngộ nào ngờ hôm nay cùng lúc nữ nhi chào đời kỳ ngộ lại xuất hiện theo cách này phụ bằng nữ quý ư Lý Triệt vui hẳn, cái tên đạo quả nghe thật uyên thâm, chắc chắn có thể trở thành vốn liếng để hắn an thân lập mạng nơi đây. Ngay lúc hắn đang vui mừng, dòng chữ nhắc nhở trước mắt lại biến đổi, tên, Lý Triệt, Kỳ Duyên, Lý Noãn Hy, Nữ Nhi, Đạo Quả, Tiên Công, level, Vờ, 1, 0%, nhắc nhở, mỗi năm Kỳ Duyên bình an lớn lên, đạo thụ sẽ kết một quả đạo quả hơi thở Lý Triệt dồn dập, nhìn dòng chữ trước mắt, tâm cuồn cuộn. Nữ Nhi mỗi năm bình an lớn lên, đạo thụ liên kết một quả đạo quả theo cách hiểu đơn giản của lý triệt tác dụng của đạo quả tương đương truyền thụ cho hắn một môn kỹ nghệ một loại bản lĩnh hiện tại lý triệt đang làm công việc khuân vác tượng gỗ thành phẩm trong một cửa hàng điêu khắc gỗ ở ngoại thành phi lôi công việc tuy vất vả nhưng tiền công minh bạch rõ ràng tuy nhiên mỗi ngày vất vả đến khi kiệt sức cũng chỉ kiếm được ba bốn mươi đồng tiền đại cảnh nuôi sống gia đình tuy không phải vấn đề nhưng muốn giàu sang phú quý cho người nhà cuộc sống an nhàn sung túc thì thật là mơ mộng hảo huyền nhưng từ nay về sau nếu hắn để nữ nhi bình an lớn lên một năm được một đạo quả mọi chuyện có lẽ sẽ khác khi hy là nữ nhi của ta ta đương nhiên phải bảo vệ nàng bình an lớn lên đó là trách nhiệm của một người cha lý triệt vui mừng cười nữ nhi chào đời mang đến cho hắn vận may tương lai tràn đầy hy vọng sao có thể không vui cho được sau khi đạo quả trong tay lý triệt từ từ tan ra hắn không cảm thấy bản thân có gì thay đổi nghiên cứu tiên công đạo quả nhưng hắn vẫn không tìm ra manh mối ọt 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 tiếng nước canh cá trong nồi sôi sùng sục kéo lý triệt khỏi dòng suy nghĩ hắn vội vàng múc một bát canh cá trích trắng nõn thơm phức hít sâu một hơi khóe môi nở nụ cười bưng bát canh nóng hổi đi về phía căn nhà đất vợ hắn trương nhã đã cho hi hi ăn xong đang thông thả uống canh cá lý triệt nấu lý triệt ôm lấy hi hi dưới sự chỉ dẫn của lôi bà bà nhẹ nhàng vỗ về lưng con người ta gọi đó là vỗ ở lôi bà bà bận rộn trong nhà một lúc dặn dò Lý Triệt vài điều cần lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ rồi cáo từ ra về. Lý Triệt giao hi hi cho Trương Nhã rồi tiễn bà ra cửa. Lôi bà bà, đa tạ bà, đã vất vả cho bà rồi. Lý Triệt dúi vào tay bà mười văn tiền. Lôi bà bà xua tay, thở dài, Triệt ca nhi, bà nhìn con lớn từ bé, công việc khuân vác cổ nặng, tượng đá ở cửa hàng từ ký kia vất vả lắm, con kiếm tiền không dễ, giữ lấy mà lo cho gia đình. Ngoại thành này, dạo gần đây trẻ con sinh ra ít mà chết yểu lại nhiều, con phải chăm sóc hi hi cẩn thận đấy. Lời dặn dò của lôi bà bà khiến sắc mặt Lý Triệt nghiêm lại. Lôi bà bà, lôi bà bà lấy khăn vải cuốn đầu, khoác giỏ trúc lên vai, dặn dò, nhớ kỹ, đừng có bế con đi lung tung ngoài đường, gặp mấy người bái hài thần, xin ăn, là phải tránh xa ra. Thời buổi loạn lạc, trẻ con dễ bị bắt lắm, những người làm cha mẹ như các con, phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa giữa trời gió tuyết lý triệt thở ra một hơi khí trắng trịnh trọng gật đầu trong lòng hắn chợt nặng trĩu dạo này đúng là có không ít tin đồn trẻ con chết yểu trước đây lý triệt không để tâm lắm nhưng giờ đã làm cha hắn không khỏi lo lắng con biết rồi lôi bà bà lý triệt trầm giọng đáp lôi bà bà không nói thêm nữa chỉ thở dài kéo chặt áo bông trên người bước vào màn đêm gió tuyết bóng bà khuất dần sau con đường phủ đầy tuyết trắng trước những ngôi nhà đất Lý Triệt giỏi mắt nhìn theo bóng bà lão, rồi xoay người trở vào nhà, vội vàng đóng chặt cửa, che chắn cho hơi ấm khỏi thoát ra ngoài. Hắn xoa xoa tay, thêm than vào lò, rồi đi vào bếp bưng phần canh cá còn lại ra. Hai vợ chồng ăn uống no đủ, Lý Triệt leo lên giường. Lý Triệt khẽ vuốt ve nữ nhi đã uống sữa say giấc, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười ấm áp. Chàng cùng nương tử trương nhã khe khẽ trò chuyện, có lẽ vì sinh nở mà nàng mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay lý triệt lại trừng mắt tâm tư phiền muộn khẽ lẩm bẩm thang lại hết rồi mai ta phải đi tìm ông lão bán thang mua thêm mới được hi hi còn nhỏ không thể để con bé bị lạnh nương tử phải ở cử cho kỹ càng bằng không sẽ mang bệnh phải rồi mai ta đến hiệu gỗ chuyển thêm mấy pho tượng nữa gần đây nội thành nhu cầu tượng tăng cao việc nhiều kiếm được kha khá bạc ta nhất định phải dành dụng mua một căn nhà lớn mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa Nương tử, nàng yên tâm, cuộc sống của chúng ta rồi sẽ tốt đẹp hơn trên giường, Lý Triệt nhẹ nhàng ôm lấy thê nữ, khẽ khép hờ đôi mi. Hơi thở đều đặn, tĩnh lặng như tờ. Sáng hôm sau, Lý Triệt thức dậy từ sớm, nhìn nương tử Trương Nhã dùng bữa sáng mình chuẩn bị, vỗ vỗ lưng cho tiểu Hi Hi sau khi bú no sữa, rồi đội nóng lá, rời khỏi căn nhà đất. Bên ngoài tuyết trắng xóa, bông tuyết lớn như bàn tay. Gió rét căm căm, lạnh thấu xương tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, phủ trắng xóa cả con đường bên ngoài phi lôi thành. Bước đi trong gió tuyết, Lý Triệt đi được vài dặm đường, trời tờ mờ sáng, cũng đã đến nơi làm việc, hiệu gỗ từ ký. Nói là hiệu, nhưng kỳ thực là một tòa nhà cực lớn, bên trong vô cùng rộng rãi, chất đầy gỗ dùng để điêu khắc. Lý Triệt cùng những người làm thuê khác, chủ yếu phụ trách khuân vác gỗ cho các nghệ nhân trong tiệm, hoặc là vận chuyển tượng gỗ thành phẩm. Tượng gỗ có nặng có nhẹ, nhưng giá cả đều được quy định rõ ràng, mỗi lần chuyển tượng là 5 đồng tiền đại cảnh, còn chuyển gỗ thì rẻ hơn, mỗi lần chỉ được một đồng. Chuyển tượng gỗ rất dễ xảy ra rủi ro, chỉ cần va chạm sức mẻ một chút, coi như mất trắng. Lý triệt phủ sạch tuyết động trên người, THR nón lá, đặt vào chỗ làm việc, rồi bước vào trong hiệu. Bên trong lò than đỏ rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu, hương gỗ thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Lý tiểu ca, chuyển cho ta một khúc thủy khúc liễu, chọn khúc nào to một chút à phải rồi thuận tiện mang pho tượng lục nhãn bồ tát ta điêu khắc dạo trước vào phòng trong hai hôm nữa có người ở nội thành đến lấy viết mà tan nước ngấm vào thì hỏng mất vừa bước vào một lão nhân mặc áo bông râu tóc bạc phơ sắc mặt hồng hào đã lên tiếng gọi lý triệt trên tay lão nhân là một chiếc hồ lô sáng bóng bên trong đựng đầy rượu vàng vâng trần sư phụ lý triệt cười rạng rỡ vội vàng đáp là người làm công quen thuộc trong tiệm lại cẩn thận tỉ mỉ chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sóc nào khi vận chuyển tượng gỗ lý triệt có tiếng tốt trong tiệm vì vậy có một số nghệ nhân quen biết thường chỉ định lý triệt làm việc cho mình trần sư phụ là một trong số đó lý triệt đáp lời trần sư phụ xong xoay người đi vào khoảng sân rộng lớn tuyết rơi dày đặc phủ kín những khúc gỗ xếp trong sân lý triệt phải mất một lúc mới tìm được khu vực để thủy khúc liễu chọn được một khúc gỗ ưng ý lý triệt dùng sức kéo ra sau khi đã cố định dây thừng chắc chắn lý triệt thử nhấc lên vỗ vỗ vào khúc gỗ rồi quay người đi về phía khu để tượng gỗ thành phẩm ở góc sân bởi vì pho tượng lục nhãn bồ tát mà trần sư phụ nhắc đến do chính lý triệt phụ trách vận chuyển nên chàng biết rõ vị trí của nó tìm được pho tượng phủ đầy tuyết trắng cao lớn như người thật cũng được điêu khắc từ gỗ hoa khúc liễu lý triệt đưa tay phủi sạch lớp tuyết trên pho tượng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, pho tượng lục nhãn Bồ Tát như sống dậy, sáu con mắt nhìn chầm chầm vào Lý Triệt, chớp động không ngừng. Tiếp theo, trong đầu chàng hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Đó là cảnh trần sư phụ tay cầm đao, tỉ mỉ đục đẽo pho tượng lục nhãn Bồ Tát. Cảm giác vô cùng chân thật, như thể chính Lý Triệt đang cầm đao, hòa làm một thể với trần sư phụ. Dần dần, Kỹ thuật và thủ pháp điêu khắc pho tượng Lục Nhãn Bồ Tát như ngấm vào trong tiềm thức của Lý Triệt, trở thành bản năng của hắn. Ồ, hình ảnh trước mắt tan biến, Lục Nhãn Bồ Tát không còn chớp mắt, Lý Triệt thở dồn dập. Chỉ cần chạm vào pho tượng, đã có thể lĩnh hội được kỹ thuật điêu khắc của Trần sư phụ, chẳng lẽ có liên quan đến đạo quả tiên công mà hắn may mắn nhận được khi nữ nhi Hi Hi chào đời, vạn tượng tiên công, thần lai chi thủ, kỹ nghệ vô song, phải chăng đạo quả tiên công có thể giúp ta trở thành một nghệ nhân điêu khắc chân chính đôi mắt lý triệt ánh lên tia sáng rực rỡ trong lòng không khỏi có chút tham vọng nếu có thể trở thành nghệ nhân của hiệu gỗ từ ký còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần làm một tên khuân vác gỗ đến lúc đó mong muốn cho người nhà một cuộc sống ấm êm giữa thời loạn lạc này đâu còn xa vời nữa tiệm điêu khắc gỗ từ ký là một trong những tiệm hàng đầu ở ngoại thành thường xuyên nhận được đơn đặt hàng từ nội thành nhu cầu các loại tượng gỗ rất lớn nào là tượng sơn thủy hữu tình, nào là tượng Bồ Tát, tượng Phật Đà, thậm chí có cả những pho tượng thần minh mà Lý Triệt chưa từng nghe danh bao giờ. Đối với một kẻ làm công như hắn, vận chuyển gỗ và tượng thành phẩm đều được trả công theo khối lượng, tiền chẳng được bao nhiêu mà lại còn nặng nhọc vô cùng. Nhưng nếu trở thành thợ điêu khắc chính thức, chỉ cần hoàn thành một pho tượng, ít nhất cũng kiếm được 10 lượng bạc, Lý Triệt còn nghe nói Trần sư phụ từng tạc một pho tượng Quan Âm Thiên Thủ bằng gỗ mất gần một tháng trời, cuối cùng nhận được một thỏi vàng lá, tương đương 100 lượng bạc trắng, thật là một nghề kiếm cơm đầy hứa hẹn, đủ để cho người thường sống một đời giàu sang phú quý, Lý Triệt không khỏi động lòng, nếu là trước kia, hắn nào dám mơ mộng hảo huyền như vậy. Bởi vì nghề điêu khắc gỗ cần phải được tôi luyện từ nhỏ, lại còn phải có thiên phú cùng khiếu thẩm mỹ, giống như đám học trò trong tiệm, nhiều đứa năm, 6 tuổi đã được gia đình cho theo học nghề. Lý Triệt đến tiệm làm công khi đã 13 tuổi, bỏ lỡ mất giai đoạn vàng rồi. Tuy hắn từng nung nấu ý định tự học thành tài, nhưng thử được vài ngày thì bỏ cuộc. Chỉ dựa vào vài ngày tự học, hắn lấy gì để so sánh với người ta khổ luyện cả một thời thơ ấu, hơn nữa, nhìn người ta tạc tượng là một chuyện, tự tay làm lại là chuyện khác. Phải tìm cơ hội thử xem, đạo quả, tiên công, này có thật sự ban cho ta thiên phú điêu khắc gỗ hay không, trong lòng lý triệt tràn đầy hy vọng gió lạnh thổi qua khiến Lý Triệt tỉnh táo hơn đôi chút, hắn tạm thời gác lại ý định trở thành thợ điêu khắc, tập trung vào công việc trước mắt. Vận chuyển tượng gỗ thành phẩm khác với vận chuyển gỗ thô, cần phải cẩn thận hơn nhiều, chỉ một chút va chạm cũng có thể làm hỏng tượng. Lý Triệt dùng vải bọc tượng lại, bên ngoài siết chặt bằng dây thừng, tránh để dây thừng cọ sát làm hỏng tượng khi vác trên lưng. Vác pho tượng Bồ Tát sáu tay trên lưng, Lý Triệt cẩn thận từng bước chân một đi vào trong phòng. Đến xưởng của Trần Sư Phụ, lý triệt đặt tượng xuống cởi vải bọc ra kiểm tra cẩn thận thấy không có vết xước nào mới thở phào nhẹ nhõm trần sư phụ tượng bồ tát con đã mang vào rồi bây giờ con đi lấy gỗ hoa khúc liễu cho sư phụ nhé sư phụ cần loại to một chút phải không lý triệt vừa nói vừa xoa xoa bờ vai lúc này trần sư phụ đang ngồi trên ghế tỉ mẩn mài cây đục của mình ừ ngươi nhanh lên một chút lần này ta cần tạc một pho tượng cửu tử bảo liên công đoạn rất phức tạp mà nội thành thì dục ghê lắm. Trần sư phụ vừa nói vừa cầm cây đục lên, nheo mắt kiểm tra độ sắc bén. Lý triệt quay trở lại sân, biết rơi giày đặc phủ trắng xóa mặt đất, hắn định bê khối gỗ, hoa khúc liễu, đã chọn trước đó đi. Nhưng khi bàn tay chạm vào khối gỗ, Lý triệt cảm thấy đạo quả, tiên công, như rung lên nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Khối, hoa khúc liễu, này dùng để tạc, cửu tử bảo liên, hình như, không được ổn lắm lý triệt lẩm bẩm thông thường các thợ điêu khắc đều tự mình chọn gỗ nhưng cũng có ngoại lệ một số người tự tin vào tay nghề của mình ngại trời lạnh giá rét nên không muốn ra ngoài chọn gỗ tuy nhiên nếu để cho người làm công chọn gỗ mà chọn phải loại không phù hợp gặp người dễ tính thì không sao gặp phải người khó tính e là sẽ bị trừ tiền công vừa phải vác thêm gỗ lại còn bị trừ tiền thật là thiệt thòi đủ đường lý triệt từ bỏ khối hoa khúc liễu ban đầu tiếp tục lựa chọn trong đống gỗ hắn dùng tay chạm vào từng khối một cuối cùng dưới sự ảnh hưởng của đạo quả tiên công hắn chọn được một khối gỗ theo trực giác là rất phù hợp phát khối hoa khúc liễu nặng trịch trên lưng lý triệt quay trở lại xưởng của trần sư phụ ồ không tệ tiểu lý ánh mắt của ngươi rất tốt khối gỗ này chọn rất hợp ý ta trần sư phụ có vẻ hơi bất ngờ bởi vì khối gỗ này gần như trùng khớp với hình ảnh cửu tử bảo liên mà ông hình dung trong đầu chỉ cần vài nhát đục là có thể phát họa ra hình dáng tổng thể đỡ tốn không ít công sức suy nghĩ lý triệt cười cười cũng không nói gì thêm trần sư phụ khen một câu rồi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để tạc tượng tiểu lý ngươi giúp ta bê khối gỗ này lên giá đỡ kia cái đã nghe nói con gái ngươi vừa chào đời phải không lần này ta trả thêm tiền công cho ngươi trần sư phụ vừa nói vừa đứng dậy lý triệt nghe vậy hai mắt sáng lên vội và nhận lời, sau đó xỏ dây thừng vào, không lưng nhấc bổng khối, hoa khúc liễu, lên, đặt lên giá đỡ bằng kim loại. Bọn người nội thành dục ghê quá, dạo này lại chuộng mấy pho tượng gỗ đồng nam, đồng nữ, chắc chắn là liên quan đến vị, linh anh pháp chủ, đang gây xôn xao dư luận gần đây, đám quý tộc đổi gu liên tục, thật là khó chịu. Trần Sư Phụ lắc đầu, lẩm bẩm. Chỉ có 5 ngày để hoàn thành, xem ra bộ xương già này của ta, lại phải thức đêm thức hôm rồi. Nhưng mà tiền công cũng hậu hĩnh lắm, ha ha, Tiểu Lý, ngươi đoán xem đơn hàng này họ trả bao nhiêu?" Trần sư phụ vừa xoa xoa tay, vừa cười nói với Lý Triệt, sau đó bước tới bên cạnh khối hoa khúc liễu còn ướt sương. Lý Triệt lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, năm ngày phải giao hàng, ít nhất cũng phải 50 lượng chứ ạ? À. Độ khó của tượng cử tử Bảo Liên không bằng tượng Quan Âm Thiên Thủ, vì vậy Lý Triệt đưa ra một con số khá dè dặt. 50 lượng. Ha ít quá, ít hơn hẳn một thỏi vàng lá đấy. Trần sư phụ cười lớn, sau đó vỗ mạnh một chưởng vào khối gỗ, da thịt trên cánh tay ông dường như nhún một màu đỏ rực, hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay, luồn vào trong thớ gỗ, khiến hơi ẩm bên trong bốc hơi hết sạch, cơn nóng hừng hực phả vào mặt. Đứng cạnh Trần sư phụ lúc này chẳng khác nào đứng trước một lò lửa đang bùng cháy, Lý Triệt hít sâu một hơi, vừa kinh ngạc khi biết pho tượng này có giá trị lên đến 150 lượng, vừa ngưỡng mộ và thèm muốn thủ đoạn thần kỳ của Trần sư phụ đám thợ điêu khắc này, ngoài tay nghề ra còn sở hữu cả, võ công cao cường, những người có thể trở thành thợ điêu khắc đều là những người có nội công thâm hậu, có thể dùng nội lực hông khô gỗ, tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa, nội lực được truyền vào trong tượng gỗ, khiến cho pho tượng mang một ý cảnh riêng. Chính những điều này mới là lý do khiến các vị đại gia, quý tộc trong nội thành sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy. Trần Sư Phụ liếc nhìn Lý Triệt với vẻ vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, cười trêu chọc, muốn học không, muốn học thì phải bỏ tiền ra mà học tuy rằng không thể học được loại nội công thượng thừa nhưng những môn nội công tầm thường mà từ ký truyền lại ở ngoại thành thì đều có thể chỉ cần bỏ ra thêm vài chục năm khổ luyện ngươi cũng có thể tu luyện ra nội công lý triệt nghe vậy trong lòng khẽ động trần sư phụ không biết giá của những môn nội công đó là bao nhiêu nội công thượng thừa thì có tiền cũng không mua được muốn học thì phải vào nội thành gia nhập từ ký mà người thường thì không có cơ hội đó đâu còn những môn nội công tầm thường ở ngoại thành thì có thể dùng tiền để mua, rẻ nhất, cũng phải 30 lượng bạc, sao nào? Ngươi động lòng rồi à? Trần sư phụ vừa vận nội công hông khô gỗ, vừa liếc nhìn Lý Triệt, ý cười không rõ ràng. Con gái ngươi vừa mới chào đời, nên tiết kiệm một chút, mua bí kiếp nội công đã là một chuyện, có luyện thành hay không lại là chuyện khác. Trần sư phụ lắc đầu, tốt bụng khuyên nhủ. Có vẻ như Lý Triệt đã thật sự động tâm. Trần Sư Phụ nhớ mày, ngươi có vẻ tinh ý đấy, đáng tiếc là hồi nhỏ không chịu học nghề tạc tượng, nếu ngươi thật sự muốn mua bí kíp nội công, ta có thể bán cho ngươi một bộ với giá 20 lượng bạc. Lý Triệt nghe vậy ngược lại không đáp ứng, chỉ cười nói cân nhắc một trận. Sau đó liền rời khỏi xưởng của Trần Sư Phụ. Thời gian kế tiếp, Lý Triệt lại bắt đầu bận rộn, giúp mấy vị sư phụ điêu khắc gỗ khác vận chuyển gỗ và gỗ thành phẩm. Cũng giúp các học đồ trong cửa hàng vận chuyển chút gỗ nhỏ, kiếm tiền công. Cửa hàng bao cơm trưa, tuy đơn giản nhưng dù sao cũng là đồ ăn nóng, cũng có thể ăn cho đỡ đói, có sức làm việc. Trạng vạn tối, Lý Triệt nhận lấy 35 tệ hôm nay, sau đó mệt mỏi rã rời tan làm. Đội nón lá, sắn tay áo lên, tiện đường mua chút than củi, liền đi về nhà. Vừa đến con hẻm nhà mình, trời đã tối hẳn, trong căn nhà đất của mình tỏa ra ánh đèn dầu mờ mờ, khiến bước chân Lý Triệt dẫm tuyết không khỏi nhanh hơn vài phần nương tử ta về rồi nhanh chóng mở cửa nhanh chóng đóng cửa phòng ngừa gió lạnh cuốn tuyết trắng trút vào trong phòng cuốn đi hơi ấm thêm chút than lửa cho lò sưởi lý triệt rón rén đi tới bên cạnh giường hi hi nằm trên giường mở to mắt nhìn xung quanh nhìn thấy lý triệt hi hi liền khanh khách cười trái tim lý triệt như muốn tan chảy bế con lên nhẹ nhàng đung đưa trương nhã nhìn cảnh này với ánh mắt dịu dàng nàng bưng bữa tối đã chuẩn bị cho lý triệt ra khỏi nồi mì sợi nóng hổi tỏa ra mùi thơm nứt mũi đối với người nghèo khổ mà nói nào có chuyện ở cử gì không cần xuống ruộng làm việc chỉ cần chuẩn bị cơm tối đối với trương nhã mà nói đã coi như là ở cử rồi hai vợ chồng ăn cơm tối xong lý triệt bảo trương nhã đi nghỉ ngơi còn mình thì rửa bát sau đó lấy một khối gỗ nhỏ cùng một thanh khắc đao trở về phòng Trương Nhã ôm hi hi, nhẹ nhàng dỗ dành, vừa tò mò nhìn Lý Triệt. Tướng công, chàng muốn làm gì vậy? Lý Triệt dựa vào ánh đèn dầu mờ nhạt, mười ngón tay đang xen, duỗi ra một phen, vang lên tiếng kèn kẹt, cười nói, gần đây ở tiệm gỗ học được chút thủ thuật. Nương tử, nhìn này, Trương Nhã nghe vậy, không nhịn được bật cười. Tướng công, những năm gần đây chàng đều học được vài thứ, nhưng không được mấy ngày chàng sẽ nghiêm túc nói, buông bỏ cũng tốt, Lý Triệt khóe môi hơi nhếch lên. Nương tử, đừng giỡn cợt vi phu nữa, nàng có nghe qua câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chưa, vi phu bây giờ đã khác rồi, đã là phụ thân rồi, trương nhã miếm môi, trong mắt ý cười chuyển động. Làm phụ thân thì liên quan gì đến việc chàng học điêu khắc gỗ, Lý Triệt cười cười, không nói thêm lời nào. Hơi nhắm mắt, thủ pháp điêu khắc cùng kỹ xảo liên quan tới tự lục nhãn Bồ Tát trong đầu, nhất thời như bông ướt bị ép, tuôn trào ra lại lần nữa mở mắt, đáy mắt hình như có ánh sáng lóe lên khí định thần nhàn năm ngón tay mạnh mẽ hữu lực cầm lấy khắc đao bắt đầu khắc nhát đầu tiên lên khối gỗ cổ là hắn xin từ tiệm điêu khắc về một khối nhỏ mang về cũng không ai để ý khắc đao là năm đó hắn muốn phấn đấu học tập điêu khắc nên chuẩn bị tìm thợ rèn ở tiệm rèn phía tây thành đặc biệt chế tạo một bộ cũng không rẻ hôm nay rốt cục cũng có đất dụng võ tiên công đạo quả rung động một cảm giác như có thần trợ giúp dâng lên trong lòng vì là lần đầu thử nghiệm lý triệt không lựa chọn dùng đường nét phát họa mà trực tiếp động đau hơn nữa dưới sự trợ giúp của đạo quả lý triệt cảm thấy bản thân đối với tạo hình điêu khắc của tượng lục nhãn bồ tát như đã khắc sâu trong tâm cảm giống như trần sư phụ đã điêu khắc tượng lục nhãn bồ tát hàng trăm hàng ngàn lần thành thạo vô cùng đối với việc cắt gọt từng vị trí trên khối gỗ nắm bắt hình ảnh không gian từ ngoài vào trong lúc hạ đau cần dùng lực bao nhiêu đều có sự khống chế của riêng mình nhưng dù sao cũng là tự mình thực hành vẫn có chút trúc trắc nhưng sự không nhường nhuyễn giữa ngón tay, khắc đao và khối gỗ này, theo sự tiến triển của việc điêu khắc, theo sự nắm vững và thành thạo, dần dần được sang bằng. Đao pháp dần trở nên uyển chuyển, thậm chí tạo ra một loại vận vị đặc biệt, đó là biểu hiện của kỹ nghệ đã đạt tới độ chín mùi. Kỹ xảo đao pháp thành thục là cần phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng lý triệt phản phất thông qua đạo quả, tiên công, chạm đến, lục nhãn Bồ Tát, giống như miếng bọc biển vậy, chậm rãi hấp thu kinh nghiệm đao pháp điêu khắc nhiều năm của Trần Sư Phụ. Âm thanh dao khắc sắc bén ma sát với gỗ vang lên khe khẽ. Ngọn đèn dầu keo lép bép, mảnh vụn gỗ rơi xuống, trong lòng bàn tay Lý Triệt, một pho tượng, lục nhãn Bồ Tát, nhỏ bằng bàn tay dần dần thành hình. Tuy chưa được mài dũa, đường nét góc cạnh còn khá thô ráp, nhưng hình dáng kia đã hiện ra như được tạo nên bởi quỷ phủ thần công. Trương Nhã ở bên cạnh dỗ hi hi ngủ xong, nhìn lý triệt chỉ trong chốc lát đã điêu khắc ra hình dạng thô của pho tượng trong lòng không khỏi kinh ngạc nhìn lý triệt tập trung điêu khắc trương nhã không dám lên tiếng quấy rầy chỉ có thể đè nén sự tò mò trong lòng nàng cũng không ngủ ngồi bên giường cứ như vậy lặng lẽ nhìn lý triệt đang tập trung tinh thần điêu khắc dưới ánh đèn nhìn một lúc ánh mắt có chút mê ly khóe môi mấp máy nụ cười rạng rỡ nàng cứ tưởng tướng công đã sớm từ bỏ điêu khắc gỗ không ngờ tướng công vẫn luôn chưa từng từ bỏ vẫn luôn cố gắng học tập bây giờ lại âm thầm tạo bất ngờ cho nàng không biết tướng công có thể trở thành sư phụ điêu khắc gỗ hay không cho dù là học đồ cũng được như vậy tướng công sẽ không cần phải ngày ngày vất vả khuân vác gỗ và tượng gỗ nặng nhọc nữa nguyện vọng của trương nhã rất giản dị chỉ mong muốn tướng công có thể nhẹ nhàng kiếm được tiền nuôi gia đình lý triệt đang đắm chìm trong điêu khắc rất nhanh sau đó liền tỉnh táo lại bởi vì tượng Lục Nhãn Bồ Tát đã thành hình, không cần phải động đao nữa, tuy rằng chưa được mài dũa, chưa tính là hoàn thành. Nhưng trong lòng Lý Triệt lại vô cùng vui mừng. Bỗng nhiên, hắn như cảm nhận được điều gì đó, tâm thần khẽ động. Đạo quả, tiên công, level 1, 10%, ồ. Ánh mắt Lý Triệt sáng lên, phát hiện phần mô tả phía sau đạo quả, tiên công, như thể điểm kinh nghiệm đã tăng lên một chút. Ta điêu khắc một pho tượng, có thể tăng kinh nghiệm sao? Giống như độ thuần thục vậy sao, hay là bởi vì ta đã chạm vào tượng Lục Nhãn Bồ Tát, học được kỹ thuật điêu khắc tượng, Lục Nhãn Bồ Tát, hơn nữa còn điêu khắc thành công, cho nên được tăng 10, như vậy xem ra, đạo quả này, kỳ thực có thể hiểu là quả vừa mới hình thành, nhưng còn chưa chín. Dưới sự thúc ép của hắn, mới có thể mở ra được năng lực thực sự của đạo quả. Trong lòng Lý Triệt không khỏi suy đoán đáng tiếc là không mang gỗ về, không thể thử ngay lập tức. Chỉ có thể đè nén sự tò mò trong lòng, đứng dậy duỗi lưng một cái, liền nhìn thấy nương tử trương nhã đang dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Triệt biết nương tử đang đợi hắn ngủ cùng, trong lòng không khỏi ấm áp. Trời giá rét thế này, vội vàng thổi tắt đèn dầu, kéo nương tử đang ngủ say vào trong chăn. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Tuyết rơi xuống mái nhà đã chất đầy một lớp dày, phát ra âm thanh khe khẽ rất dễ đi vào giấc ngủ ngày hôm sau lý triệt vẫn như thường lệ đến tiệm điêu khắc từ ký làm việc trần sư phụ số gỗ thừa này có thể cho con mang về luyện tập được không trong lúc nghỉ ngơi lý triệt tiến đến bên cạnh trần sư phụ nhìn số gỗ hoa khúc liễu thừa bị vứt bỏ nhịn không được mở miệng trên trâu của trần sư phụ dính đầy vụn gỗ biết nhìn lý triệt một cái muốn học điêu khắc à ngươi cũng có lòng đấy Đáng tiếc là tuổi tác hơi lớn rồi, thôi được rồi, ngươi có lòng như vậy là tốt rồi, số gỗ thừa này ngươi cứ lấy đi. Lý Triệt làm việc cho Trần sư phụ cũng đã nhiều năm, thái độ của Trần sư phụ đối với Lý Triệt đương nhiên cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Lý Triệt vui mừng, vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó bắt đầu lựa chọn số gỗ thừa có thể dùng để luyện tập. Trần sư phụ nhìn thấy vậy, cười khẩy một tiếng, lắc đầu, tiếp tục tập trung tinh thần điêu khắc, Cửu Tử Bảo Liên lý triệt tất kỹ số gỗ đã chọn được dùng vải bọc lại đặt vào chỗ làm việc sau đó chạy ra sân lấy cớ điều chỉnh lại tượng gỗ đã được chuyển đi đưa tay chạm vào đạo quả tiên công khẽ rung động lần này thứ hắn chạm vào là một tác phẩm điêu khắc gỗ có tên là xuân mãn càng khôn cần kỹ thuật điêu khắc vô cùng tinh xảo và sự kiên nhẫn điêu khắc nên những chiếc lá sinh động như thật thể hiện ý cảnh mùa xuân sau khi lý triệt chạm vào cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng như thể nhìn thấy một nữ thợ điêu khắc tay cầm khắc đao khắc lên vạn vật trong lòng bàn tay là đất trời ý xuân từ trong khối gỗ nở rộ thông tin về kỹ thuật kỹ xảo điêu khắc tượng gỗ xuân mãn càng khôn ùa vào trong đầu hắn lý triệt vui mừng trong lòng cũng giống như khi chạm vào lục nhãn bồ tát hắn lại học được một loại hình điêu khắc gỗ tuy nhiên khi hắn chạm vào những bức tượng gỗ khác đạo quả lại không có phản ứng gì Hiển nhiên mỗi ngày đều có giới hạn số lần học tập. Mấy ngày tiếp theo, Lý Triệt vẫn luôn nghiên cứu đạo quả tiên công. Vạn tượng tiên công, thần lai chi thủ, kỹ nghệ vô song, chỉ cần chạm vào tượng gỗ là có thể học được kỹ thuật và kỹ xảo điêu khắc gỗ, hơn nữa mỗi một pho tượng, sau khi điêu khắc xong, điểm kinh nghiệm sẽ tăng lên 10%, nhưng mỗi pho tượng cũng chỉ cung cấp kinh nghiệm một lần, nói cách khác, Lý Triệt cần phải học và điêu khắc thành công 10 loại tượng gỗ thì mới có thể nâng đạo quả tiên công lên cấp 2 sau khi đã rõ công dụng của đạo quả, Lý Triệt cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng, ngày. Qua ngày. Rất nhanh đã một tháng trôi qua. Hi Hi đã tròn một tháng tuổi, đôi mắt linh động chớp chớp, nằm trong tả lót, vung vẩy đôi bàn tay mũm mỉm, tò mò nhìn thế giới xung quanh. Lý Triệt cầm chiếc trống bỏi tự tay làm, treo chọc Hi Hi, chọc cho con gái nhỏ cười thanh khách không ngừng. Hi Hi rất thích cười, khi cười còn có lúng đồng tiền, giống hệt mẫu thân. Trương Nhã ngồi bên cạnh sửa lại quần áo cũ, nhìn hai cha con chơi đùa, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và mãn nguyện. "Tướng công, chuyện chàng đề nghị với tam trưởng quỷ tiệm điêu khắc muốn chuyển sang làm thợ điêu khắc thế nào rồi?" Trương Nhã tò mò hỏi. Suốt một tháng nay, Lý Triệt đều tranh thủ thời gian ban đêm để điêu khắc gỗ, đủ loại tượng gỗ, khiến Trương Nhã hoa cả mắt, nàng biết tay nghề của Tướng công tinh xảo đến nhường nào. Trong mắt nàng thậm chí còn cảm thấy tay nghề của tướng công còn giỏi hơn cả học đồ trong tiệm điêu khắc thậm chí so với các sư phụ điêu khắc cũng không hề kém cạnh tam trưởng quỷ nói phải theo quy củ để ta cùng tham gia khảo hạch trình độ điêu khắc với những học viên khác nếu vượt qua mới có thể vào tiệm làm thợ điêu khắc lý triệt vừa trêu chọc hi hi chọc cho con gái đưa tay muốn chụp lấy trống bỏi vừa trả lời câu hỏi của trương nhã trương nhã gật đầu miếng môi kiên định nói tướng công nhất định làm được, Lý Triệt cười cười, tràn đầy tự tin, trong mắt ánh lên vẻ kiên định. Tâm niệm vừa động. Đạo quả, tiên công, level, 2, 8%, sau một tháng miệt mài chạm vào các loại tượng gỗ, ngày đêm không ngừng nghỉ điêu khắc, cuối cùng cũng nâng đạo quả lên cấp 2. Đạo quả, tiên công, cấp 2, giúp Lý Triệt nâng cao ý cảnh trong tác phẩm, tượng gỗ hắn điêu khắc ra có thể dung nhập ý cảnh mạnh mẽ của bản thân vào trong đó. Hơn nữa, kỹ thuật tay nghề của lý triệt cũng trở nên vô cùng lợi hại năm ngón tay vô cùng linh hoạt không chỉ là kỹ thuật chế tác đồ gỗ mà ngay cả những cơ quan tinh xảo phức tạp lý triệt cũng tự tin có thể dễ dàng làm ra chơi với hi hi một lúc lý triệt liền ra ngoài chuẩn bị đi làm tuyết đã rơi ít hơn rất nhiều mùa đông lạnh giá sắp kết thúc nhưng không khí vẫn lạnh lẽo như cũ khiến người ta rét buốt vừa ra khỏi nhà từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc ngậm tẩu thuốc cao mày mặc áo dài của kỹ bên ngoài áo bông vội vàng đi tới đại bá lý triệt lên tiếng chào hỏi từ sau khi biết hi hi là nữ nhi đại bá vốn có tư tưởng trọng nam khinh nữ cả tháng nay cũng chưa từng đến thăm hi hi chỉ có đại bá mẫu là đến một lần mang theo một ít trứng gà cho trương nhã bồi bổ cơ thể triệt nhi chuẩn bị đi là mà vừa hay đấy lão tú tài vẫn cao mày như cũ lý triệt gật đầu liền thấy lão tú tài trích một hơi thuốc, do dự một lúc mới lên tiếng. Triệt nhi, ngươi nghe nói gì chưa? Lôi bà bà đỡ đẻ cho tiểu nhã đã giết vài đứa nhỏ nghe nói. Bị giết đều là hài tử nàng từng đỡ đẻ. Lôi a à bà, giết hài tử, chuyên môn chọn lựa hài tử do nàng đỡ đẻ mà ra tay sao? Lý triệt nghe đại bá nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đồng tử co rút lại. Đại bá, ngài nghe được chuyện này từ đâu vậy? Lý triệt hít sâu một hơi, trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi. Lão Tú tài ngậm tẩu thuốc, nhả ra làn khói mù mịt, lông mày nhíu lại thành chữ, xuyên, ban đầu ta cũng không tin, nhưng nhìn hi hi chẳng phải là do lôi A à bà đỡ đẻ sao. Cho nên ta mới cố ý đi dò hỏi một phen quả thực có chuyện này, mấy nhà có hài tử chết kia, đều làm ầm ĩ đến quan phủ ngoại thành rồi, quan phủ cũng phát lệnh truy nã, đang lùng bắt lôi A à bà đấy, ngươi không tin, có thể đến bản thông báo của quan phủ xem thử, lệnh truy nã kia vẫn còn dán ở đó. Giọng điệu của lão Tú Tài cũng trở nên ngưng trọng hơn. Tuy rằng lão Tú Tài tiếc núi Hi Hi là nữ hài tử, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Lý Gia. Nghe được chuyện này, việc đầu tiên lão lo lắng vẫn là an nguy của Hi Hi. Nghe nói lôi A à bà này, bái linh anh Pháp chủ kia, gia nhập tà giáo kia, lại có thể xuống tay giết hại. Hai, thật đúng là tạo nghiệt mà, chúng chỉ là hài tử thôi A. À. Lão Tú Tài nói với giọng rung rung, thở dài thường thược, liên tục rít thuốc sắc mặt Lý Triệt cực kỳ ngưng trọng, tâm trạng nặng trĩu. Đối với Lý Triệt mà nói, Hi Hi chính là bảo bối, là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Lý Triệt sẽ vô cùng đau lòng và tự trách. Bảo vệ nữ nhi là trách nhiệm của một người cha, đa tạ đại bá, ta đi tìm hiểu một chút, sớm làm chuẩn bị. Lý Triệt nghiêm túc nói, lão Tú Tài cũng vội vàng gật đầu, sau đó xoa xoa tay, đến cũng đến rồi, nhân tiện vào thăm Hi Hi một chút Lý Triệt á khẩu, nhìn lão tú tài đang lúng túng cũng không nói gì dẫn lão vào nhà lão tú tài nhìn thấy hi hi nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên gương mặt già nua tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ hi hi không phải nam hài nhưng sự yêu thích dành cho hi hi lại xuất phát từ đáy lòng tẩu tử ngươi cũng sắp sinh rồi bá mẫu nói bụng nhọn hoắt chắc là nam hài ha ha hy vọng tiểu tử thúi kia cũng đáng yêu như hi hi vậy đại bá cười rạng rỡ trưởng tử của lão tú tài sau khi thành thân, năm nay hài tử cũng sắp chào đời. Tức phụ, khoảng thời gian tới ta không có ở nhà, nàng nhớ đóng cửa sổ cho kỹ, bất kể là ai gọi cửa cũng đừng mở tiễn lão tú tài xong, trước khi ra ngoài làm việc, Lý Triệt cố ý dặn dò Trương Nhã một câu. Trương Nhã ngẩn người, cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trên đường đi, Lý Triệt lo lắng không yên, hắn đến bản thông báo của quan phủ, quả nhiên nhìn thấy lệnh truy nã lôi A bà lôi xuân lan giết hại bảy hài tử đều là do bà ta đỡ đẻ một năm trước hả đỡ đẻ một năm trước nói cách khác những hài tử bị giết hại kia đều phải thỏa mãn điều kiện tròn một tuổi sau lý triệt đội nón lá nhìn chằm chằm vào tờ thông báo lâm vào trầm tư nhưng hắn không dám đặt cược vào suy đoán của mình vạn nhất lôi xuân lan này ngay cả hài tử vừa đầy tháng cũng xuống tay thì sao lý triệt không dám đánh cược hắn cũng không thể đánh cược xem ra Nhất định phải trở thành một điêu sư phụ của một điêu phường, nếu có từ ký một điêu phường làm chỗ dựa, ít nhất cũng an toàn. Lý Triệt hít sâu một hơi, đè thấp nóng lá, đi thẳng đến từ ký một điêu phường. Vừa đến một điêu phường, Lý Triệt đã nhìn thấy trần sư phụ với mái tóc và râu đều bạc trắng nhưng sắc mặt lại hồng hào đang ngồi trên ghế, vừa ngâm nga tiểu khúc vừa uống rượu hồ lô. "Tiểu Lý, đến rồi à? Nghe nói ngươi muốn tham gia khảo hạch một điêu sư phụ, ha ha." tiểu tử ngươi cũng gan dạ thật, mới tự học có một tháng đã dám đi thi. Trần Sư Phụ nhìn thấy Lý Triệt, cười lớn treo chọc. Trần Sư Phụ tên thật là Trần Đại Bảo, năm nay đã 68 tuổi, là một lão một điêu sư phụ có thâm niên trong từ ký một điêu phường. Nghe nói Trần Đại Bảo đã sớm đủ tư cách vào nội thành từ ký, nhưng lão vẫn không muốn đi, chỉ thích ở lại ngoại thành một điêu phường này. Không chỉ có Trần Đại Bảo, mà những một điêu sư phụ khác trong phường cũng vậy, Điều này khiến Lý Triệt rất khó hiểu, tại sao bọn họ không muốn vào nội thành, nghe nói hoàn cảnh sinh hoạt trong nội thành tốt hơn ngoại thành rất nhiều. Tiểu tử ngươi, nội thành tuy tốt, nhưng cũng nguy hiểm không kém, hiện nay thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành, yêu miếu mọc lên như nấm, các giáo phái đấu đá lẫn nhau, triều đình mục nát, quy quyền của hoàng đế đối với các thành trì đã suy yếu từ lâu, cho nên các thành trì đều rơi vào tay của các thế gia hào môn trong thành vì tranh giành quyền khống chế thành trì, nắm giữ lợi ích trong tay, các thế gia hào môn tranh đấu không ngừng, bộ xương già này của ta mà vào nội thành chẳng khác nào. Nhảy vào vũng bùn, không chịu nổi đâu. Ở ngoại thành này tuy rằng điều kiện có chút kém, nhưng dựa vào chút nội công này, ta vẫn có thể sống ung dung tự tại. Trần sư phụ vừa nói vừa uống một ngụm rượu vàng trong hồ lô, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Lý triệt gật đầu, hắn có thể hiểu được suy nghĩ của trần sư phụ. Trong núi không có lão hổ, khỉ cũng xưng vương, quả nhiên là chí lý. Đột nhiên, Lý Triệt nhớ tới chuyện gì đó, bèn thấp giọng hỏi, Trần Sư Phụ, ngài có từng nghe nói đến Linh Anh Pháp chủ chưa? Trần Sư Phụ nghe vậy, động tác uống rượu khựng lại, nhớ mày nhìn Lý Triệt, tiểu tử ngươi gia nhập tà giáo đó, Lý Triệt vội vàng lắc đầu, đem chuyện sáng nay đại bá nói kể lại một lần. Nữ nhi của ta là do Lô Xuân Lan đỡ đẻ, ta sợ a à? Lý Triệt lo lắng nói. Trần Sư Phụ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, xem ra, lại thêm một kẻ bị mê hoặc mà gia nhập tà giáo từ khi yêu miếu kia sinh ra linh anh giáo truyền bá vào phi lôi thành số lượng hài tử chết yểu ngày càng tăng tên bà đỡ kia chắc chắn là đã gia nhập tà giáo bị mê hoặc tâm trí lấy những hài tử do chính tay mình đỡ đẻ hiến tế cho linh anh đỡ đẻ giống như một loại nghi thức vậy một khi đã bị yêu tà để mắc tới rất khó thoát khỏi tên bà đỡ kia sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhi nhà ngươi đâu nhận được lời khẳng định từ trần sư phụ sắc mặt lý triệt trở nên vô cùng khó coi nắm đấm siết chặt hô hấp nặng nề bất quá ngươi nói những hài tử kia đều là do bà ta đỡ đẻ một năm trước có lẽ phải tròn một tuổi mới đủ tư cách hiến tế cho nên trong vòng một năm nay nữ nhi nhà ngươi hẳn là an toàn nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng bà ta âm thầm ra tay bắt cóc nữ nhi nhà ngươi chờ đến thời cơ thích hợp sẽ động thủ trần sư phụ đã gặp qua không ít chuyện như vậy nên khi nói chuyện giọng điệu có chút bình thản điều mà lão có thể làm chính là nhắc nhở lý triệt muốn lão ra tay giúp đỡ lý triệt trước tiên không nói đến chuyện lão có giúp được hay không chỉ riêng mối quan hệ giữa lão và lý triệt cũng chưa đến mức đó nói trắng ra lý triệt chỉ là một tên cu ly chuyên vận chuyển gỗ trong một điêu phường mà thôi không có gì nổi bật lý triệt cũng hiểu rõ điều này nên hắn cũng không mở miệng cầu xin lão giúp đỡ nếu như hắn thật sự mở miệng lỡ như trần sư phụ từ chối vậy thì mối quan hệ vốn dĩ đã mong manh giữa hai người sẽ hoàn toàn bị cắt đứt trần sư phụ nếu ta trở thành một điêu sư phụ của một điêu phường vậy thì có được một điêu phường che chở không lý triệt hít sâu một hơi hỏi trần sư phụ uống một mụn rượu liếc mắt nhìn lý triệt nếu như ngươi có thể trở thành một điêu sư phụ vậy thì mọi chuyện đều dễ nói một điêu phường sẽ cung cấp chỗ ở cho một điêu sư phụ ngươi có thể đưa tức phụ và hài tử đến đây ở trong đại viện của một điêu phường nếu như tên bà đỡ kia dám ló mặt tuyệt đối sẽ bị đánh chết mấy lão già chúng ta đều tu luyện nội công cho dù bà ta được linh anh kia truyền thụ tà thuật thì đã sao chúng ta cũng không sợ nếu như ngươi thật sự trở thành một điêu sư phụ dù chỉ là nhất đao sư phụ cấp thấp nhất lão phu cũng coi như là hàng xóm của ngươi đến lúc đó nếu bà ta dám đến đây gây sự lão phu sẽ thay ngươi một chưởng vả chết bà ta trần sư phụ vừa nói vừa lau đi vết rượu dính trên râu nhe hàm răng ố vàng ra, trong mắt lóe lên ti hung ác. Bất quá, rất nhanh sau đó, lão đã thu liễm lại, ngón tay gõ nhẹ lên hồ lô, nhìn trầm trầm Lý Triệt, nói, tiền đề là, ngươi phải trở thành một điêu sư phụ. Chuyện này rất khó, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, chỉ với 10 ngày hứng thú nhất thời, tự học trong 10 tháng, là có thể vượt qua những học đồ kia, những người đã bỏ ra rất nhiều bạc, được học tập bài bản từ nhỏ, tuy rằng quan hệ giữa Trần Đại Bảo và Lý Triệt không tệ, nhưng một tên cu ly chuyên vận chuyển gỗ và một điêu thành phẩm như lý triệt căn bản không có hy vọng thông qua khảo hạch một điêu sư phụ ít nhất đứng ở góc độ của trần đại bảo lão không nhìn ra lý triệt có tiềm lực trở thành một điêu sư phụ cho dù sau khi tan làm lý triệt thường nhặt những mảnh gỗ vụn trong một điêu phường mang về nhà luyện tập nhưng học tập một điêu có dễ dàng như vậy sao tình huống của lý triệt hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể nói là hắn có hứng thú với một điêu chứ chưa từng được học tập bài bản. Mà lấy một chút hứng thú nhất thời, muốn khiêu chiến với những người đã coi một điều là nghiệp vụ cả đời, quả thật có chút ngạo mạn. Lý Triệt không giải thích, cũng không tranh luận. Hắn dựa vào cái gì, trong mắt Lý Triệt lóe lên tia sáng, đạo quả, tiên công, trong cơ thể khẽ động, giống như đang tản ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng con đường phía trước. Hắn dựa vào hách, tiểu Lý A, nếu ta là ngươi, vậy thì trong một năm nay, ta sẽ cố gắng học tập một ít công phu quyền cước tuy rằng không có nội lực thâm hậu gì nhưng ít nhất khi hài tử gặp nguy hiểm ta có thể đứng ra bảo vệ con trần đại bảo đứng dậy vỗ vai lý triệt sau đó đi vào trong tiếp tục công việc lý triệt trầm ngâm một lát cảm thấy lời nói của trần đại bảo cũng có lý công phu quyền cước sao muốn học cũng phải có cơ hội ta có đạo quả tiên công có lẽ có thể thử chế tạo một ít cơ quan dùng để phòng thân Tuy rằng Lôi A à bà kia chuyên môn chọn lựa những hài tử tròn một tuổi ra tay, nhưng vạn nhất, Lý Triệt hít sâu một hơi, trong lòng đã có dự tính. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục công việc của mình, vận chuyển gỗ và một điêu. Có lẽ là do biết Lý Triệt muốn tham gia khảo hạch một điêu sư phụ, cho nên thái độ của các học đồ đối với hắn có chút khác lạ, thậm chí còn có một ít học đồ không cho hắn đụng vào một điêu của bọn họ. Trong lúc nhất thời, lý triệt trở thành người rảnh rỗi nhất một điêu phường ngoại trừ một ít lão khách quen chỉ định muốn lý triệt vận chuyển thì những người khác đều không muốn nhìn thấy hắn lý triệt cũng vui vẻ thanh nhàn bắt đầu suy nghĩ về chuyện cơ quan nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lý triệt vẫn không có bất kỳ ý tưởng nào xem ra chuyện này phải đi hỏi trần sư phụ lão nhân gia kiến thức uyên bác chắc chắn sẽ biết cơ quan Tiểu tử ngươi muốn chế tạo cơ quan để bảo vệ nữ nhi sao, ý tưởng này cũng không tệ, nhưng chế tạo cơ quan cũng là một môn học vấn phức tạp, cơ quan cao thâm thì ta không rành, bất quá, trong thư phòng của ta có một quyển sách cổ, trong đó có ghi chép về cơ quan. Lão Trần nghe Lý Triệt nói xong, liền dừng động tác trên tay, cười nói. Lý Triệt nghe vậy, hai mắt sáng lên. Trong cất giữ rất nhiều sách cổ trân quý. Lão Trần liếc mắt nhìn Lý Triệt, giơ một ngón tay lên, nói, sách cổ có thể cho ngươi mượn, nhưng lão già ta xưa nay không làm chuyện lỗ vốn, quyển sách kia là sách quý hiếm, trên đời không còn nhiều, mượn một ngày, một lượng bạc. Một ngày một lượng bạc, Lý Triệt hít sâu một hơi, quả nhiên không hề rẻ. Nhưng Lý Triệt vẫn cắn răng gật đầu đồng ý cô, quyết đoán như vậy, xem ra cũng là một người cha tốt, vì nữ nhi, ngươi có thể bất chấp tất cả, nếu như ngươi mở miệng trả giá vậy thì không phải một lượng bạc một ngày đâu. Thấy ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, thôi thì không cần một lượng bạc, cho ta 50 đồng tiền là được. Trần Đại Bảo vuốt trâu cười nói. Lý Triệt nghe vậy, mừng rỡ không thôi, vội vàng cảm tạ. Ai lại chê tiền nhiều, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Ngày mai mang tiền đến đây cho ta, nhớ mang đủ. Nói xong, Trần Đại Bảo lại cúi đầu tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần tối. Lý Triệt nhận được 15 đồng tiền công, so với thường ngày ít hơn gần 1 phần 3. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, sau khi nhận tiền công, hắn cẩn thận gói ghém số gỗ vụn hôm nay nhặt được lại, sau đó khiên ra khỏi một điêu phường. Hiện tại, mỗi ngày tan làm, nhặt một ít gỗ vụn mang về nhà, điêu khắc tích lũy kinh nghiệm, đã trở thành thói quen của Lý Triệt. Hôm nay lại sờ một bức tượng gỗ mới, hẳn là có thể tăng thêm chút ít kinh nghiệm chuyện lôi a à bà giết người đỡ đẻ cứ luôn đè nặng tâm trí hắn như đám mây mù dày đặc khiến lý triệt có cảm giác cấp bách muốn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân bước chân vội vàng về đến nhà nhìn thấy thê tử trương nhã đang ngồi trên giường cùng hi hi chơi các loại đồ chơi nhỏ y dùng gỗ điêu khắc lúc này tâm tình mới thả lỏng hi hi có nhớ cha không lý triệt tâm tình vui vẻ trên mặt mang theo ý cười sáng lạng hướng về phía hi hi trên giường gian rộng hai tay hi hi vừa tròn một tháng tuổi trắng nõn đáng yêu như ngọc cả người tỏa ra mùi sữa thơm ngát nằm trên giường a à a à, gọi tay nhỏ khô loạn xạ lý triệt cười ôm lấy tiểu nha đầu đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ hẹp chọc cho tiểu nha đầu cười khanh khách không ngừng trêu chọc hi hi một lát trương nhã cũng đã chuẩn bị xong bữa tối ăn tối xong lý triệt liền lấy đèn dầu tìm phế liệu gỗ bắt đầu công việc điêu khắc tượng gỗ hôm nay trên thực tế các loại tượng gỗ ở cửa hàng cũng chỉ có bấy nhiêu, theo lý triệt sờ hết món này đến món khác, bây giờ phải mất vài ngày mới có thể tìm được một món đồ chạm khắc mới của lão thợ cả. Bởi vì tiên công đạo quả đã được nâng lên level 2, hiện tại hắn điêu khắc một pho tượng gỗ, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đạo quả, tiên công, level 2, 9%, kinh nghiệm lại tăng lên một chút. Lý triệt nhếch môi, ánh mắt ngưng tụ, dự định thử chế tạo ám khí. Nhưng mà, ám khí hắn không có khái niệm gì, chỉ nhớ tới loại ám tiễn có lực sát thương cực cao, bèn bắt đầu dùng giấy bút phát họa bản thiết kế, sắc trời hửng sáng, phía đông hiện lên màu trắng bạc. Bên ngoài núi tối đen như mực, mây cuồn cuộn, bông tuyết lớn bay lả tả, phủ lên toàn bộ phi lôi thành một lớp áo trắng. Lý Triệt dậy từ sớm, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Trương Nhã thức dậy định ra giúp đỡ, bị Lý Triệt ấn trở về giường. Nha đầu khóc cả đêm, nàng phải dỗ dành nó ngủ, nàng ngủ bù thêm chút nữa đi, đợi lát dậy ăn cũng được. Lý Triệt dịu dàng vỗ về Trương Nhã với mái tóc đen xỏa tung, gương mặt còn mang theo vẻ mông lung buồn ngủ, Trương Nhã miếng môi gật đầu, trở mình ngủ tiếp. Lý Triệt làm xong mọi thứ, đặt bữa sáng vào trong nồi còn vương hơi ấm. Sau đó rời khỏi nhà đất, dẫm lên lớp tuyết dày, đi về phía cửa hàng điêu khắc. Bước chân đặt trên con đường lát đá xanh mặc cho gió tuyết gào thét, cũng không ác nổi âm thanh len ken bên tai, tiếng kèn, tiếng đàn vang lên, thánh linh có dậy, tẩy rửa bụi trần, chuyển thế vô ưu pháp, được người có trí tuệ cao siêu không cần dạy bảo mà thành, tiếng tụng kinh từ trên đường vọng lại, xen lẫn tiếng bước chân hỗn độn dẫm lên lớp tuyết động trên nền đá xanh, đối tiếp nhau không dứt. Lý Triệt nheo mắt, đứng bên mép đường, đè thấp vành nón, liếc mắt nhìn điện thờ sơn son thiếp vàng được đám đông giáo chúng khiên ở giữa đoàn người dài dằng dặc trong điện thờ đặt một pho tượng đồng tử ba đầu sáu tay kỳ dị, trông vô cùng sống động, ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn đã biết là xuất phẩm từ tay đại sư. Nhìn theo phía sau đoàn người, là một đám tín đồ mặc áo trắng, nam nữ già trẻ đều có, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ tiều tụy sen lẫn điên cuồng. Linh Anh Giáo, Lý Triệt hít sâu một hơi, đáy mắt lóe lên sát khí. Bất kể đối phương là Linh Anh Pháp chủ gì, nữ nhi hi hi là bảo bối của hắn, là tất cả của hắn, lão bà hài tử giường ấm, là thứ hắn muốn dùng tính mạng để bảo vệ. Đối phương muốn động đến Hi Hi, chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết, Lý Triệt cho dù có chết cũng phải cắn xuống một miếng thịt của đối phương. Lý Triệt siết chặt nắm tay, mặc cho gió tuyết, sải bước về phía cửa hàng điêu khắc từ ký. Giờ khắc này, tâm tư muốn trở thành thợ điêu khắc chính thức của cửa hàng điêu khắc trong lòng Lý Triệt càng thêm mãnh liệt. Không chỉ vì trở thành thợ điêu khắc chính thức sẽ được phân nhà ở, được cửa hàng che chở, mà còn vì có tư cách học được nội kình pháp và võ công mà cửa hàng truyền dạy tiên công đạo quả tuy mang đến cho lý triệt trợ lực không nhỏ nhưng chung quy chỉ nâng cao thiên phú về tay nghề của hắn về mặt võ lực cá nhân cũng không giúp ích được bao nhiêu bước vào cửa hàng không khí có chút ngưng trọng không ít học đồ đều không động thủ ai nấy đều đang tích lũy tinh thần lý triệt lập tức hiểu rõ hôm nay hẳn là ngày khảo hạch thợ điêu khắc trần đại bảo đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phía xa bắt chéo chân, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, trông vô cùng khoái hoạt. Tiểu Lý, lại đây. Lão Trần nhìn thấy Lý Triệt, bèn vẫy vẫy tay. Mắt Lý Triệt sáng lên, gạt bỏ tâm trạng u ám khi nhìn thấy đám người linh anh giáo, sải bước đi tới, lão Trần từ trong ngực móc ra một quyển sách bì vàng ố màu. "Quyển, cơ quan kỹ yếu đường thị, này xem như là một trong những quyển sách cổ mà ta cất giữ, nhưng ta cũng không nghiên cứu nhiều, bên trong có rất nhiều cơ quan bí thuật." nhưng yêu cầu rất cao về kỹ thuật, thậm chí một số còn cần phải kết hợp nội kình và võ công. Đương nhiên, người có thể thử những cơ quan đơn giản, chỉ cần không phải võ giả tu luyện nội kình, cơ bản đều có thể đối phó. Đa tạ lão Trần Lý Triệt kích động nói, sau khi lấy ra 50 đồng đưa cho Trần Đại Bảo, liền nhận lấy quyển sách. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào quyển sách cổ. Đạo quả, tiên công, trong lồng ngực, bỗng nhiên rung động, tượng tứ tí Bồ Tát ôm con hình như có hàng ngon, quyển sách cổ này, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho đạo quả, tiên công, Lý Triệt hít sâu một hơi, đè nén sự rung động trong lòng, tuy rằng kích động nhưng cũng không vội vàng kiểm tra. Cùng với tiếng chiên đồng vang lên, tất cả mọi người trong tiệm điêu khắc đều buông đồ trong tay xuống, không khí trở nên ngưng trọng. Cửa sân mở ra, gió tuyết tràn vào, vài bóng người nối đuôi nhau bước vào. Hai người đi đầu người khoác áo choàng lông chồn, đầu đội mũ thuốc quang, ánh mắt tinh anh, khí chất bất phàm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy run sợ. Hai người này khí huyết cường thịnh, gió tuyết xung quanh cũng không thể gần người, mặc dù đi từ trong gió tuyết đến, nhưng trên người lại không dính một bông tuyết. Hai người này chính là nhị trưởng quỷ và tam trưởng quỷ của tiệm điêu khắc từ ký. Ngày thường, chi nhánh tiệm điêu khắc từ ký ở ngoại thành đều do tam trưởng quỷ từ hữu quản lý, đại trưởng quỹ từ Hạc Đình và nhị trưởng quỹ từ Bắc Hổ đều ở trong nội thành, hôm nay là ngày khảo hạch, không ngờ nhị trưởng quỹ từ Bắc Hổ lại đích thân đến đây. Thế lực của tiệm điêu khắc từ ký ở nội thành không hề nhỏ, thậm chí có thể xưng là hùng mạnh, chủ yếu là nhờ ba vị trưởng quỹ này, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, thực lực vô cùng thâm hậu. Sau khi vào trong tiệm, cởi áo choàng lông trồn ra, hai người ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua đám học đồ đang tụ tập bên dưới khảo hạch thợ điêu khắc của tiệm mỗi năm tổ chức một lần mỗi lần tuyển chọn ba người sau khi trở thành thợ điêu khắc nhất đao mỗi tháng có thể lĩnh năm lượng bạc tiền công sau khi bán được tượng gỗ tiệm sẽ lấy bốn phần số còn lại thuộc về các ngươi đương nhiên sau khi trở thành thợ điêu khắc chính thức mỗi năm sẽ có một lần đánh giá mỗi tăng thêm một đao tiệm sẽ lấy ít hơn một phần hơn nửa tiền công mỗi tháng cũng sẽ tăng lên tam trưởng quỷ từ hữu ngồi ngay ngắn, ánh mắt đảo qua, hắn có làn da trắng nõn, khí chất ôn hòa. Ngược lại, nhị trưởng quỷ từ bắt hổ người như tên, khí thế bàn bạc, ngồi thẳng tắp như cây trúc, eo to vai rộng, khí huyết cuồn cuộn như một lò lửa. Sau khi tam trưởng quỷ nói xong, nhị trưởng quỷ cũng mở miệng, giọng nói như chung đồng, vừa dứt lời, trong phòng như có cuồng phong gào thét. Trở thành thợ điêu khắc chính thức của tiệm sẽ có tư cách tu luyện võ công, có thể tu luyện nội kình, nếu muốn tiến xa hơn trên con đường điêu khắc, nội kình là thứ không thể thiếu. Tiệm điêu khắc Từ ký chúng ta đã được truyền thừa 200 năm ở Phi Lôi Thành, nếu không có chút thực lực, làm sao có thể giữ được cơ nghiệp lớn như vậy? Hơn nữa, lựa chọn tham gia khảo hạch cũng đồng nghĩa với việc gia nhập vào tiệm điêu khắc Từ ký, trở thành người của Từ ký, nếu có kẻ phản bội, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Ta, Từ Bắc Hổ, kết nhất là kẻ phản bội, lời nói thô kịch như tiếng hổ gầm vang vọng khắp tiệm khiến đám học đồ run sợ. Lý Triệt cũng cảm thấy chấn động. Bây giờ, những ai muốn tiếp tục tham gia khảo hạch, hãy đến đây đăng ký, nhận gỗ. Sau khi nhị trưởng quỷ từ Bắc Hổ dứt lời, tam trưởng quỷ từ Hữu Liền mở miệng, giọng nói ôn hòa như gió xuân. Đám học đồ vội vàng xếp hàng, sau khi đăng ký tên tuổi xong liền nhận gỗ. Tiểu Lý, đến lượt ngươi rồi. Lão Trần cười hiếp mắt nói. Lý Triệt ôm quyền, sau đó đi đến chỗ đăng ký. Lý Triệt Tam trưởng quỹ từ hữu nhìn thấy Lý Triệt đến đăng ký, không khỏi nhớ mày, có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước, Lý Triệt đến tìm hắn, hắn cũng không để trong lòng, dù sao hàng năm đều có không ít người ghen tị với thu nhập cao của thợ điêu khắc, muốn tìm kiếm cơ hội tham gia khảo hạch, nhưng phần lớn đều từ bỏ sau khi thử điêu khắc vài lần. Người thật sự đến đăng ký tham gia khảo hạch như Lý Triệt, thật sự rất ít. Rốt cuộc là do không biết tự lượng sức mình, hay là, thật sự có tài năng, cũng không phải là không có tiền lệ người khuân vác trở thành thợ điêu khắc, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ cố gắng lên. Từ hữu là người ôn hòa, nên cũng cổ vũ Lý Triệt một câu. Lý Triệt cật đầu, sau khi chọn một khúc gỗ, liền tìm một chỗ đặt làm bàn làm việc. Sau khi tất cả mọi người tham gia khảo hạch đều chọn xong gỗ, tam trưởng quỹ từ hữu chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua, thẳng nhiên nói, đề thi khảo hạch lần này, là tượng tứ tí Bồ Tát ôm con. Dứt lời. Tam trưởng quỷ vén tấm vải đỏ trên bàn xuống, để lộ pho tượng gỗ bên trong. Một pho tượng Bồ Tát bốn tay ôm đồng tử đứng sừng sững trên bàn, bốn cánh tay tạo thành tư thế khác nhau, một tay kết ấn, một tay cầm bình ngọc, một tay cầm ngọc như ý, tay còn lại ôm một tiểu đồng đang cười tuê toét với búi tóc trên đầu. Hít, tiếng hít khí lạnh vang lên từ đám học đồ. Đề thi năm nay, lại khó như vậy sao? Ngay cả những lão thợ cả đứng xem náo nhiệt cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy năm trước chỉ là tượng Bồ Tát bình thường, năm nay lại thêm một đứa bé, hơn nữa còn yêu cầu phải có bốn tay. Tượng gỗ mỗi thêm một cánh tay, độ khó lại tăng lên gấp bội, không chỉ kiểm tra năng lực khống chế tổng thể, tỷ lệ sai sót, mà còn kiểm tra kỹ thuật điêu khắc. Khó, quá khó, Trần sư phụ chết miệng nói, vận khí của tiểu Lý cũng thật là, đúng là xui xẻo, đề thi lần này muốn qua ải chắc cũng khó. Lý Triệt nhìn chầm chầm tượng tứ tí Bồ Tát, trong lòng lại thở vào nhẹ nhõm, may mắn, vận khí không tệ, là loại hắn từng sờ qua, yên tâm rồi, trước đó, lão Trần Điêu khắc tượng, cử tử Bảo Liên, kiếm lời được 150 lượng bạc đã bị Lý Triệt lén sờ qua, giúp hắn học được kỹ thuật điêu khắc tượng trẻ con, sau đó, tượng lục tí Bồ Tát lại giúp hắn nắm được kỹ thuật điêu khắc tượng Bồ Tát, chỉ có điều duy nhất, là bốn cánh tay này. Nhưng mà, với tiên công đạo quả cấp 2, Lý Triệt có lòng tin có thể điêu khắc ra, ừm, điêu khắc ra chắc là không thành vấn đề, nhưng ta chỉ là người khuân vác đến tham gia khảo hạch, không thể quá mức phô trương, nếu không sẽ khó giải thích, dù sao kỹ thuật điêu khắc cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Vì vậy, ta nên thể hiện kỹ thuật ở mức độ bình thường, còn về mặt ý cảnh, nên thể hiện một chút. Lý Triệt thầm nghĩ, bắt đầu lên kế hoạch cho bài khảo hạch lần này hắn không cần phải che giấu thực lực, nhưng những thứ như ác chủ bài phải tung ra từ từ, cho nên, lần này chỉ cần thể hiện một chút thiên phú về mặt ý cảnh là đủ rồi, ý cảnh là thứ hư vô, chỉ có thể quy kết là do thiên phú. Một tên khuân vác, nếu như thể hiện kỹ thuật điêu khắc không thua kém gì lão thợ cả, sẽ rất khó giải thích. Thời gian khảo hạch là 4 canh giờ, sau 4 canh giờ, tất cả dừng tay, nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ tư cách, các ngươi đã rõ chưa, nhị trưởng quỷ từ Bắc Hổ đứng lên, giọng nói đầy uy nghiêm. Tất cả mọi người, bao gồm Lý Triệt đều đồng thanh đáp, rõ. Khảo hạch thợ điêu khắc chi nhánh tiệm từ ký ngoại thành, bắt đầu từ Bắc Hổ vung tay, giọng nói hùng hồn vang vọng thắp tiệm. Bốn canh giờ để điêu khắc, tượng tứ tí Bồ Tát ôm con, thời gian vô cùng gấp rút. Vì vậy, đám học đồ không dám lãng phí thời gian, vội vàng cầm lấy dụng cụ, bắt đầu đo đạc, dùng bút vẽ phát họa lên gỗ số gỗ này đều đã được phơi khô có thể bỏ qua một số bước lý triệt đặt khúc gỗ lên bàn đưa tay sờ phát họa hình dáng bên ngoài và đường nét bên trong trong đầu một lát sau bắt đầu dùng bút phát họa lên gỗ trên bàn đã được chuẩn bị sẵn triều búa cưa đục các loại dụng cụ dùng để tạo hình thô phôi thô thật ra chính là lấy hình thức giản lược khái quát cấu tạo cấp độ động thế tỷ lệ trọng tâm vân vân đều thể hiện ở trong phôi thô phôi thô rất quan trọng cũng là nơi khảo nghiệm thiên phú nhất sau một lát các học đồ phát họa xong liền bắt đầu gõ đinh đinh đang đan đạo quả tiên công chấn động lý triệt nhắm mắt lại rồi mở mắt ra khí chất cả người tự hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lão trần ở một bên cầm hồ lô rượu trong nháy mắt khi lý triệt cầm dao khắc khí chất lập tức biến đổi nhìn lý triệt giống như đang nhìn chính mình lúc còn trẻ tiểu tử này khí chất này coi như ra dáng đấy Trần Đại Bảo lẩm bẩm một câu. Nhưng mà, theo lý triệt đào bới, phát họa phôi thô, Trần Đại Bảo nheo mắt lại. Phế liệu vụn gỗ, rì rào rơi xuống, lưỡi đao sắc bén đi vào bên trong gỗ, xé mở liên kết giữa các thớ gỗ, vạch ra dấu vết. Đường công tuy thô lệ, nhưng đã phát họa ra hình tượng phôi thô chỉnh thể. Thời gian như cát trong ngón tay, từng chút từng chút trôi qua trong tiếng xào xạc. Tam trưởng quỷ từ hữu chấp tay mà đi, không nhanh không chậm, chậm rãi đi ngang qua công đài của mỗi một vị học đồ, kiểm tra tiến độ cùng trình độ của các học đồ. Đột nhiên, từ hữu dừng bước, nhìn thoáng qua Trần Đại Bảo đang đứng bất động như pho tượng, hơi ngẩn ra. Nhìn theo ánh mắt của Trần Đại Bảo, hắn nhìn thấy Lý Triệt, cả phu khuân vác can đảm kia. Nhìn nhập thần như vậy, trong lòng từ hữu bỗng nhiên hiếu kỳ, có thể hấp dẫn vị lão sư phụ tứ đao thâm niên Trần Đại Bảo này dừng chân chẳng lẽ tên phu khuân vác này thật sự có chút tài năng, từ hữu chấp tay dạo bước, chậm rãi tới gần, mí mắt hạ xuống, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt Lý Triệt đang tập trung tinh thần điêu khắc, sau đó lại chuyển dời. Rơi vào trên tượng gỗ trên công đài tam trưởng quỷ từ hữu nheo mắt lại, đáy mắt ôn hòa hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn pho tượng, tứ tí Bồ Tát ôm con, đang được phát họa đường nét kia, mặc dù chỉ là phôi thô, đường cong thô ráp, nhưng chỉnh thể đã toát ra một vẻ đẹp khác biệt. Đó là, vẻ đẹp của ý cảnh, thần thái, thể thái, khí chất, tất cả như hiện ra trước mắt, như thể thật sự có một vị Bồ Tát bốn tay mặt mũi hiền lành, một tay ôm con, mí mắt rũ xuống, tay kết ấn vãng sinh, tay cầm bình ngọc, tay cầm ngọc như ý, đây thế mà lại là do một tên phu khuân vác điêu khắc, từ hữu khẽ gật đầu, thân là tam trưởng quỷ của tiệm điêu khắc gỗ, tiếp xúc qua vô số tượng gỗ, đối với phong cách điêu khắc gỗ, thủ pháp điêu khắc của rất nhiều vị lão sư phụ đều có trình độ thưởng thức. Rất cao. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.